Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách nhìn thấy nhiều người tham gia nhất trên Google Meet. Để truy cập Google Meet, bạn có thể truy cập bằng rất nhiều trình duyệt và chúng ta thường hay sử dụng hai trình duyệt nhiều nhất, đó chính là Cốc Cốc và Google Chrome. Trước tiên cô sẽ hướng dẫn các bạn cách nhìn thấy nhiều người tham gia cuộc họp Google Meet nhất trên trang web Cốc Cốc. Các bạn đã vào cuộc họp rồi, bởi vì có 3 người tham gia thôi nên là các bạn hoàn toàn có thể nhìn thấy hết tất cả mọi người. Với lớp học của các bạn có từ 34 cho tới gần 40 bạn thì các bạn sẽ làm như thế nào để nhìn thấy hết tất cả các bạn trong lớp và nhìn thấy các cô giáo bộ môn ở trong lớp? Các bạn cần thực hiện theo hai bước. Bước đầu tiên, các bạn ấn vào dấu 3 chấm trên cuộc họp, tên gọi là tùy chọn khác ở gần nút rời cuộc họp các bạn nhé. Các bạn ấn vào tùy chọn khác, chọn thay đổi bố cục ở dòng thứ hai. Sau đó các bạn chọn xếp kề, ấn chọn xếp kề. Sau đó các bạn kéo số ô ở bên dưới lên tối đa là 49 ô. Sau khi thực hiện xong thì các bạn ấn vào biểu tượng tắt ở trên này. Sau khi đã hoàn thành bước đầu tiên rồi, các bạn đến bước thứ hai. Trên trang web Cốc Cốc thì các bạn vào phía bên trái có biểu tượng Cốc Cốc hình màu xanh góc trái bên trên màn hình. Các bạn nhìn xuống phần thu phóng. Ở đây nếu tỷ lệ là 100%, các bạn sẽ nhìn thấy tên người tham gia rất lớn. Tuy nhiên, để nhìn thấy càng nhiều người tham gia trong cuộc họp thì các bạn sẽ giảm xuống. Bình thường mức các bạn có thể nhìn thấy đó là mức 67% hoặc là 50%. Tuy nhiên các bạn lưu ý này, với mức 50% thì chữ rất bé, phần tin nhắn trong ô chat cũng rất bé, nên các bạn tùy thuộc vào khả năng nhìn của các bạn nhé. Thì các bạn sẽ chọn mức độ thu phóng ở đây là 50 hay 67 hay là 75%. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn cách nhìn thấy toàn bộ người tham gia trên trang Google Chrome. Khi các bạn tham gia cuộc họp trên Google Chrome, tương tự như vậy, các bạn cũng thực hiện qua hai bước. Bước thứ nhất là các bạn ấn vào tùy chọn khác, 3 chấm, chọn thay đổi bố cục, chọn xếp kề và kéo số ô tối đa được hiển thị lên 49. Bước thứ hai khác với Cốc Cốc là bên Google Chrome thu phóng ở phía bên góc phải bên trên. Các bạn nhìn cho cô vào biểu tượng 3 chấm cuối cùng, đây là tên tài khoản của các bạn đúng không nào? Còn đây là biểu tượng dấu 3 chấm phía bên cạnh, các bạn ấn vào dấu 3 chấm, chọn zoom. Ở đây mức độ zoom cũng tương tự như bên Cốc Cốc, các bạn cho xuống 67 hoặc 50%. Khi cho xuống 50% thì chữ rất bé, chữ trong phần tin nhắn cũng rất bé, nên là các bạn hãy xem xét. Nếu như mắt các bạn có thể nhìn thấy chữ trong 50% thì các bạn để ở mức độ thu phóng 50%, còn nếu không các bạn để lên 67%. Buổi họp sau các bạn hãy thực hiện theo hai bước này để các bạn có thể nhìn thấy nhiều thành viên trên màn hình Google Meet của các bạn nhé. Goodbye everyone. See you.